Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì trong cái clip này thì em sẽ vừa mới mua thử một cái dầu nhuộm tóc phủ bạc nano nhé. Thì đây là thương hiệu Comi, thì nhà sản xuất, nhà nhà bán hàng đã bán và đóng gói đây. Người ta có cái túi chống va chạm cho mình và được tặng thêm một cái gói. Thì hiện tại thì Comi có hai cái phiên bản nhé, một phiên bản là của Việt Nam chuyển giao công nghệ từ Nhật. Đây đây này, em đang cầm là cái gói Việt Nam của chữ DDG, và một cái phiên bản là của nhập khẩu từ bên Nhật về. Đây có chữ DDG này, đây, Comi cũng có chữ tiếng Nhật đấy. Nhưng mà cái này là có cái phần sử dụng là bằng tiếng Việt đấy, sử dụng hết là bằng tiếng Việt. Về cơ bản thì nó trông nó cũng giống nhau thôi, từ hình dáng, màu sắc. Đây là con màu em mua là nhuộm màu đen. Đây, còn đây là cái phần hộp mà 10 gói nhân với 25 ml, mà đấy, nó sẽ có phần tiếng Nhật Made in Japan, ghi hoàn toàn bằng tiếng Nhật hết, có mã series là 49, không có một chữ nào là chữ tiếng Việt cả, cả phải mã nhận mã code phân biệt hàng thật hàng giả. Và đây là sản phẩm 3 trong 1, các bác có thể sử dụng trực tiếp luôn, không cần phải dầu xả. Cái mã QR code này thì có thể sử dụng, các bác trực tiếp sử dụng cái phần máy ảnh của mình ấy để mình kiểm tra. Em sẽ sử dụng cái máy ảnh em kiểm tra luôn. Theo nhà cái nhà nhà bán hàng ấy thì các bác có thể quét đến 3 lần, nếu mà sản phẩm thật ấy, thì nó sẽ cảnh báo màu xanh. Em quét lần thứ nhất này. Đây mình quét vào đúng cái phần QR code đấy, sản phẩm chính hãng, và nó có cả cái mã trùng với cái mã ở trên cái tem kìa đấy. Em sẽ quét 3 lần. Lần thứ ba nó báo 3 lần này các bác. Đây là lần thứ tư nhá, nó sẽ báo là đây là không phải hàng thật nữa. Thực ra là mục đích của cái nhà sản xuất này là để tránh sử dụng lại cái vỏ này, để quét lại, vì nhiều người người ta mua lại cái vỏ cũ của mình ấy. Đấy. Các bác có cái phần mã và phần số lần quét giống nhau hết. Đấy, series à. Đấy. Hai tám năm chín, 109, 2859. Ở đây có hạn sử dụng này các bác, đến mùng 4 tháng 3 2026. Bây giờ em sẽ bóc ở bên trong nó sẽ như thế nào, mình sẽ so sánh hai sản phẩm. Nó có hai sản phẩm nhé, một sản phẩm dạng dầu và có cái nược. Em nghĩ cái đấy sẽ tiết kiệm hơn những cái sản phẩm này. Mười gói 270 và được tặng một gói của DDG. Đây em so sánh hai sản phẩm. Sản phẩm này là sản phẩm được sản xuất trong nước theo công nghệ của Comi, và một sản phẩm bên tay phải là sản phẩm nhập khẩu 100%. Thì đấy, bên tay trái thì có cái
có hai cái tem, trong khi hàng nhập khẩu thì không có. Bên dưới thì cái hình hoa nhân sâm là của sản phẩm nhập khẩu, còn đây một cái hình giống như một cái giọt nước ấy, thì là của hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam thì sử dụng hoàn toàn là bằng tiếng Việt nhé, của Nhật thì bằng tiếng Nhật, phía sau là khác nhau hoàn toàn luôn, từ cách sử dụng đến thành phần đều khác nhau cả. Đấy, 3 trong 1. Ở đây thì có cái phần bằng 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 túi để mình nhuộm. Thì em cũng hỏi là tại sao mà nhuộm bảo là không 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 nan ra đầu, thì các bạn đây đều cũng có giải thích là cái da của mình ấy, cái móng tay của mình cũng bằng sừng giống cái tóc ấy, thì nó sẽ bị bắt màu, còn cái phần da thịt của mình ấy thì nó sẽ mình rửa đi nó sẽ sạch, nên là mình sẽ phải sử dụng cái bao tay. Còn 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 trên tóc thì cũng vậy, phần da đầu sẽ không bị. Các bác sẽ nhìn kỹ lại hai sản phẩm nhé, và em sẽ dùng thử xem chất lượng nó sẽ như thế nào. Đây là sử dụng hoàn toàn là màu đen nhé, nó có nhiều màu, màu nâu, màu các loại màu, 6 màu ấy.